Phân ưu nhận được tin buồn thân phụ của cô Nguyễn Bùi Thúy Phượng là cụ ông Nguyễn Phú Sanh Michael, pháp danh Thiện Đạo, cựu sinh viên khóa 3 trường Bảo vệ Quốc gia Đà Lạt, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từ trần ngày 17 tháng Giêng năm 2016, nhằm ngày 8 tháng 12 năm Ất Mùi tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 91 tuổi. Ban biên tập đài BYN thành kính phân ưu cùng cô Thúy Phượng và toàn tan quyến nguyện cầu hương linh cụ ông Nguyễn Phú Sanh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đài BYN TV 57.3 thành kính phân ưu.